Huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hồi âm về đây, chẳng hồi thăm thế sao? Một câu quan tâm nào thấy đâu? Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai? Huynh đệ ơi, anh sẽ quay về. Sao năm xưa người vội bước đi, còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng nguyên khắc sâu bên chung dù nồng người thích khăn trên với ta, vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh, từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay, buôn ba nơi phong trần phiêu bạt gió sương tận tâm can nói sau đi như rằng sẽ. Chẳng thể nào hiểu ra ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn khó, nhân gian rộng lớn nước cờ anh từng bước đi, bàn điều tâm thư vững tin anh thành công. Khi đông qua đi nhất định anh quay về, về đây nơi xưa cha mẹ già mong chờ, kết thúc ngày tháng tiêu du về nơi chốn an yên, đàn đau thâu đêm như dù cây cùng chi kỷ. Huynh đệ anh, huynh đệ anh, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hồi âm về đây, chẳng hồi thăm thế sao? Một câu quan tâm nào thấy đâu? Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên, trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai? Huynh đệ ơi, huynh đệ ơi, huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hồi âm về đây, chẳng hồi thăm thế sao? Một câu quan tâm nào thấy đâu? Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi